Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình vẫn đến với hành trình của Bob nha. Rồi, ở đây đó thì chúng ta hiện tại đang còn được hai cái sự kiện và cũng rất là ngon luôn các bạn . Ở đây thì mình đang có được tầm khoảng 9 điểm ha. Rồi, để mình ngó sơ coi. Ở đây là nhiệm vụ kêu mình làm là thu hoạch thức ăn nè các bạn, và cho rồng ăn. Ở đây thì mình sẽ đi thu hoạch thức ăn nha. Đó, một cái, hai cái, ba cái, rồi được rồi nè. Rồi xong nhiệm vụ tiếp theo là cho rồng ăn nha mọi người. Rồi cho rồng ăn thì ở đây thì mình sẽ kiếm cái bé nào mình cho nó ăn đây. Rồi vàng thì ở đây chúng ta cũng phải thu hoạch nha. Đây mình cho thử con này nó ăn nhau các bạn. Wow 22, ôi lên level cao tốn tiền lắm. Rồi ở đây thì hôm nay mình đọc comment của các bạn ấy. Có nhiều bạn comment nói là anh ơi, anh đừng có đem cái con này đi like nữa, anh hãy mang cái con này ra chiến đấu đi. Rồi ok nha. Nhưng mà phải chờ đây thôi các bạn ơi. Nó còn tầm khoảng 20 mấy tiếng nữa nó mới yêu nhau xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khu vực quest nha. Ngày hôm nay mình sẽ chiến đấu để mình lượm được một cái em mới về. Ở đây thì bé này cho nó vô đi các bạn. Ở đây thì mình sẽ mang cái con đây. Con này cũng khá là khỏe nè, mình đang cố gắng mình luyện chữ cho cái bé này để nó vào được cái khu vực arena để nó chiến đấu á. Rồi một mình cân ba coi nè, lắm ngon lành nha. Và các bạn ơi, bạn nào mà chưa có đăng ký kênh HNT Channel thì các bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký nha. Đó, đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo hết nha. Wow, đây là cái bé rồng mới mà mình vừa nhận được nè các bạn. Con này thuộc dòng R. Wow, nó con rồng hay là cái con chó con vậy? Khi mà vuốt ve thì hành động y như con chó vậy các bạn ơi. Lè cái lưỡi ra ứng người tới và ngồi kìa. Ôi, miệng thì nhả ra nguyên một cái trứng. Trứng này là trứng nham thạch luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bé tiếp theo. Thành viên này là rồng giấy nha. Con này thuộc dòng VR. Đây. Anh ta thì chiến đấu rất là nhiệt tình luôn các bạn ơi. Wow, ca này thì mình sẽ mang tiệt chiêu điện nha. Lượng sát thương tăng gấp đôi luôn. Chữ nghĩa thì mình luyện mấy ngày rồi và nó mới lên tới chữ C cộng thôi các bạn . Nó chưa lên được tới chữ B nữa. Wow, một mình cân 3 nha. Đó, ra phải vậy chứ. Anh em mình lên level 37 luôn rồi. Ghê vậy. Quần cái này lên level lẹ thiệt các bạn . Rồi, thế là xong rồi ha. Ở đây thì anh em chúng ta sẽ đến với đang có hai cái sự kiện này còn tầm 3 ngày. 17.000 rồi nha các bạn. Mình đã kiếm được 17.000 điểm coi rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến cái khu vực đó, chính là khu vực list đi. Ở khu vực list này thì mình rồi mình sẽ cố gắng mình luyện cho các thành viên. Đây mình có một con Titan nha. Và thành viên lần này mình sẽ mang cái bé đó chính là cái chép hóa rồng. Cái chép hóa rồng thì nó cũng được vào khu vực kia để chiến đấu rồi các bạn. Nhưng mà chữ nghĩa của chú ấy thì mới có chữ A thôi. Chú ấy còn một tầm nữa đó, chính là chữ A cộng. Thì khi đó thì nó sẽ maximum nha, maximum được chữ. Rồi bây giờ thì wow, mới vô anh em chúng ta sẽ khèo nhẹ với nhân vật gọi là Titan. Đây bạn thì các bạn thấy rồi đó, hai con Titan nha. Có một con Titan hệ mộc và anh em mình thì là Titan hệ thép. Đó, hai con Titan solo với nhau. Thì chiêu Magneto 12.000. Để mình coi có cái chiêu nào đam to hơn không. Chiêu này là đam to nhất rồi các bạn ơi. Ui trời, lượm thành công. Bây giờ là đến với nhân vật Heroic. Wow, một anh bạn khá là đẳng cấp luôn. Lượng sát thương của chú ấy đang tăng, cho nên bạn ấy gõ mình một cái thôi là mình lên đường ấy. Wow, ghê vậy. Mẫu báo dữ hen. Rồi, đến với thành viên cuối cùng của tên bạn, bé này thì thuộc dòng Legend Daisy. Wow, nhưng mà khi mà gặp Heroic của mình, mà Heroic mình còn được tăng gấp đôi lượng sát thương thì nên chúng ta lùa rất nhanh. Pha tiếp theo thì mình sẽ thay đổi nha, mình đang có hai con Titan, một con Titan hệ nước và một con Titan hệ băng. Đó, mình thì hơi bị kết mấy cái con dòng Titan. Và hai con này mình không hề bỏ tiền ra nha, hai con này là mình mở những cái quả trứng và nó ra đó các bạn. Anh em nào mà theo dõi mình á thì sẽ thấy rồi ha. Wow, hai con Titan hàng VIP và không phải tốn tiền nha. Rồi,
Với cái hành trình của Bob này thì anh em nào theo dõi mình hiện tại nó lên được 190 tập rồi, trên 190 tập. Và mình chỉ nạp tiền đúng một lần, đó là vào lúc mà mới chơi đấy các bạn, mới chơi hình như khoảng tập 9 là mình có nạp tiền một lần là để mình lấy cái con Harrismon này nè. À, còn từ đó tới 190 tập, tập 9 tới 190 tập là mình chưa nạp nữa nha. Ở đây là mình cày chai không luôn á. Rồi, để cho các bạn thấy đó là cái tựa game này chúng ta chỉ cần cày thôi, không có cần phải nạp tiền, chúng ta vẫn có được những cái con rồng VIP để chơi. Wow, ở đây thì chúng ta mình được 3 viên game nữa nha. Đó. Lắm. Đây là 41 trên 400 nha mọi người. Bây giờ mình đã quýnh được tới cái màn thứ 41 rồi nè. Maximum mới là 400 trận. Phải 400 trận mà 400 cái màn chơi ấy. Khi mà vượt qua 400 màn rồi là nó ngừng lại ở chỗ đó, nó không có hiện cái số màn nữa. Ở đây thì anh em chúng ta sẽ gẹo nhẹ các thành viên thuộc dòng mới là cấp E. Còn mình nhớ không làm mấy con này là cấp E nè. Đó, rồng này là rồng thuần chủng nha các bạn. Chiêu đầu tiên với cái chiêu điện. Các bạn chỉ cần like cái con hệ điện với cái con lão già râu dài. À, lão già râu dài có cái chiêu thuần chủng á là nó sẽ ra mấy cái bé này. Ở đây thì mình sẽ lụm nhẹ. Ui, cái can này có bộ hơi căng nha. À, nhân vật của tên bạn là Heroic các bạn à. Wow, cho cái chép phá rồng chẳng vẫn không có ảnh hưởng lắm luôn á. Level 30 thôi là mà các bạn thấy nó như vậy rồi. Rồi, một hit của mình tầm khoảng mười mấy ngàn. Ở 30 mấy luôn. Anh em mình lại phải tốn tiền mới đã giành được thêm 3 viên game nữa. Bây giờ anh em mình phải xài nữa các bạn ơi. Thiệt tình luôn á. Rồi, anh em nào trong tay mình nhớ làm nhiệm vụ nha mọi người. Chúng ta hãy cố gắng chiến đấu trong cái khu vực arena để kiếm thêm điểm nha. Rồi, ở đây thì mình kiếm được 2 ngàn nữa ha. À, 1, 2, 3. Ở đây mình gẹo được tầm khoảng 2 hiệp nữa luôn á. Rồi, cố lên xem nào. Nhân vật Skipper, lần này thì mình sẽ cho con Titan đi. Titan thể nước ra là mưa làm gió nè. Wow, tuyệt vời. Tiếp theo thì đến với con này là hệ băng. Mình cũng hệ băng nha. Rồi, cố lên anh em ơi. Lắm. Keiko hả? Thành viên này thì bé băng đúng không? Ủa lộn, bé Titan của mình cân luôn. Ôi nhưng mà ca này cân không nổi. Không sao, vẫn còn cái chết phá rồng 37. Rồi, các bạn này là level 37 rồi nha. Khi anh em mình lên level thì những thành viên trong cái màn chơi của mình nó sẽ lên level chung với mình luôn ấy. Và khi mà mình đại chiến, mình ở một cái cấp độ giống như là cấp độ tầm khoảng 37 đi. Nhưng mà mình quánh rất là nhiều trận, mình quánh tất cả những người trong màn của mình thì chúng ta sẽ được chiến đấu với những thành viên level cao hơn nha các bạn. Wow, ơi, con này một sao luôn. Ồ căng vậy. Ôi, không xong rồi đại dương ơi, ca này không ổn rồi. Không ổn rồi. Một chiêu của mình đó là 10.000 con này. Wow, không ổn rồi, bỏ đi các bạn, quýnh lại đâu. Mình quýnh được 2 phát nữa nhưng mà đổi ngược lại mình chiến đấu cũng không nổi với cái bé đó. Rồi, tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ đến với khu vực chơi sự kiện nhãn cãi đi cho nó nóng nha. Đây. Kỷ lục của mình đó là 37.560. Đó là cái kỷ lục Guinness do Hang Tề tạo ra. Và mọi người đã chơi cái event này và mọi người đã đạt được cái kỷ lục bao nhiêu rồi, nhớ comment chia sẻ với Hang Tề cho vui nha. Những cái comment của mọi người mà thì mình đều thả tim hết. Thả tim và thả like đồ. Hey, cái lòng thả tim chứ còn anh em thì anh em sẽ thả like lại cho mình nha. Rồi, lạng nhẹ. Đó, và bây giờ cái con số nó bắt đầu nó tăng lên rồi. Anh em chúng ta đã được 49, 50 đúng không? Anh em cố gắng kiếm thật nhiều cái trong trống này nha mọi người. Wow, ca này khó. Rung. Thì tại luôn mấy cái pha xử lý đó rất là rung các bạn. Tốc độ chậm thì mình còn né rồi, còn tốc độ nhanh thì tiền tình là khoan thẳng vô đá luôn ấy. 101 rồi. Và đây là cái kỳ vọng mà mình đặt ra. Mình không đặt cái kỳ vọng nó quá cao để anh em chúng ta
phải đạt được nữa. Đó, lắm. Wow, 100 mấy rồi các bạn ơi. Wow, ok nha. Rồi, ráng lên. Ui, ui, ơi da. Mình nhảy lia lịa rồi xong mình bị choáng các bạn ơi. Rồi, cuối cùng thì này chúng ta cũng đã hoàn thành được. Lần này mình được 107 nha. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, 300 điểm coi cho sự kiện mấy bên kia. Và nhảy ra bên kia coi ra được bao nhiêu rồi nè. 18.000 nha các bạn. Mình đã giành được 18.000 hết thảy nha. Và các bạn ơi, bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy để lại cho mình một subscribe nha. Đây, bật cái nút đăng ký lên nè. Và mở thông báo hình cái chuông nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn nha.